Sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Hoa Kỳ ngõ lời giúp Việt Nam tìm hiểu nguyên nhân cá chết nhưng bị từ chối. Sáng ngày 8 tháng 6, Đại sứ Ted Osius có mặt tại Hoa Thịnh Đốn và có một cuộc nói chuyện tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế gọi tắt là CSIS tại Hoa Thịnh Đốn. Đề tài được thảo luận xung quanh chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Obama và quan hệ sâu sắc hơn giữa hai nước sau chuyến thăm này. Trong buổi nói chuyện, đại sứ Osius cho biết một thông tin quan trọng liên quan đến vụ cá chết tại Việt Nam, đó là Hoa Kỳ đã chính thức ngỏ lời giúp đỡ Việt Nam tìm hiểu lý do cá chết, nhưng thiện chí của Hoa Kỳ đã bị Hà Nội từ chối. Về vụ cá chết, chúng tôi có phản ứng ngay, tôi mở lời đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ kỹ thuật nếu chính quyền Việt Nam muốn để tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, từ đâu ra, lý do gì mà cá chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung. Lời đề nghị hỗ trợ ngay lúc đó không được đón nhận. Tuy nhiên, có một vài sự hợp tác giữa một số khoa học gia Mỹ và Việt để truy tìm nguyên nhân cá chết, nhưng việc hợp tác đó không đến từ đề nghị chính thức của chúng tôi. Đại sứ Osius nói, trả lời câu hỏi liên quan đến những cuộc biểu tình tại Việt Nam. Đại sứ Osius cho biết quan điểm của Hoa Kỳ ủng hộ các biểu tình ôn hòa. Tuy nhiên, Hoa Kỳ không can dự vào việc này ở bất cứ khía cạnh nào. Đại sứ Osius khẳng định đây là vấn đề nội bộ của Việt Nam. Chúng tôi có thể đề nghị chính quyền Việt Nam nên đối xử với các cuộc biểu tình một cách nào đó. Nhưng cuối cùng thì đây không phải là quyết định của chúng tôi. Đây là quyết định của chính quyền và người dân Việt Nam về cách đối xử với cuộc biểu tình khi xảy ra. Luật lệ về hội họp và luật tương lai về tụ họp sẽ là bộ luật xác định một cách tốt nhất về cách đối xử trong tương lai. Tuy nhiên, chúng tôi có quan điểm về việc soạn thảo đặt ra các điều luật này. Chúng tôi cũng sẽ cho chính quyền Việt Nam biết rõ về suy nghĩ của chúng tôi về cách nào tốt nhất để soạn lại các luật này. Trước đó, một thỉnh nguyện thư với hơn 140.000 người ký vào để kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ làm rõ thảm họa môi trường Khiến hàng ngàn người xuống đường ở Hà Nội và Sài Gòn trong nhiều tuần lễ liền. Tính đến nay đã hơn 2 tháng từ khi việc cá chết hàng loạt ven biển các tỉnh miền Trung xảy ra, nhưng nhà cầm quyền Hà Nội vẫn chưa có công bố nguyên nhân gây ra thảm họa môi sinh nghiêm trọng này.